Kỹ thuật gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết theo phương pháp diện trần bố cục châu. Các vùng phản chiếu hệ bạch huyết như sau. Vùng thứ nhất, gạch từ điểm dưới của đầu lông mày xuống theo bên cạnh của sống mũi và xuống đến ngang khóe mắt. Mỗi vùng chúng ta sẽ làm 30 lần, sau đó đổi bên. Lưu ý khi gạch đầu dụng cụ luôn để vuông góc với bề mặt da sẽ cho cảm giác thoải mái, dễ chịu và đạt hiệu quả cao. Vùng thứ hai, từ điểm giữa hai đầu lông mày, gạch dọc sống mũi xuống đến đầu mũi. Vùng này chúng ta có thể quay ngang đầu dụng cụ, làm như vậy sẽ giúp dễ làm, đỡ bị trơn